Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 22, chương 58, ngoại truyện. Chuyện quá khứ. Quả nhiên việc Thẩm Mộc Phạm hủy bỏ hôn ước đã gây nên phong ba. Thạch Hiên Minh, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Thiên Dinh, ôm cháu gái đang khóc lóc kể lể vào lòng an ủi, rồi đi tìm Thẩm Mộc Phạm để nói chuyện. Ông ta dùng chuyện ngưng hợp tác với Thẩm Thị để uy hiếp, buộc anh phải thực hiện hôn ước. Có điều Thẩm Mộc Phạm vẫn chẳng đếm xỉa tới. Tập đoàn Thiên Dinh bị mất mặt. Trong cơn giận dữ, nhà họ Thạch đã rút lại số vốn đầu tư vào các dự án của Thẩm Thị, còn kêu gọi các tập đoàn lớn bắt tay nhau tẩy chay Thẩm Thị. Trong nhất thời, cổ phiếu của Thẩm Thị gặp rắc rối. Những vị chú bác của nhà họ Thẩm cũng bắt đầu bàn tán phê bình vì tai họa mà Thẩm Mộc Phạm gây ra từ việc hủy hôn. Người thân A nói, Mộc Phạm, theo lý mà nói thì bọn ta không có quyền hỏi tới chuyện hôn nhân của cháu, nhưng cháu không thể vì chuyện tư mà làm liên lụy tới việc công ty được. Người thân B hùa theo. Đúng thế đấy, chúng ta và Thiên Dinh hợp tác với nhau bao nhiêu năm nay, quan hệ rất phức tạp. Bây giờ, bọn họ muốn rút vốn lại khiến cho bên ngoài đồn là chúng ta sắp sập rồi. Những người khác cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Thẩm Mộc Phạm đưa mắt quét một vòng những gì thân thích đang ôm ý đồ xấu xa kia, khẽ nhếch miệng lên. Nếu các chú các bác đã sợ công ty sụp đổ, thì chi bằng để tôi mua lại số cổ phiếu trong tay các vị theo giá tốt nhất. Thế nào? Mọi người im lặng, sau đó thì xôn xao. Cháu nói gì vậy chứ? Bọn ta cũng chỉ lo cho an nguy của công ty thôi mà. Đúng thế, Thẩm Thị là tâm huyết của bà cháu. Bọn ta cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì. Nó sẽ không có chuyện gì cả. Thẩm Mộc Phạm ngắt lời mọi người, từ từ đứng dậy. Ánh mắt hung dữ nhìn thẳng giọng chú họ đang phát ngôn tích cực nhất. Tôi có thể biến Thẩm Thị từ đen thành trắng, thì cũng có thể giữ nó yên ổn cả đời. Mọi người để im bặt, lục tục cúi đầu xuống giả vờ như bận biệu, chỉ chờ lại ông chú kia đang run run đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của anh. Thế là một cuộc họp khởi binh hỏi tội đã được sắp đặt sẵn, liền bị hủy hoại bởi một ánh mắt lãnh liệt. Mặc dù Thẩm Mộc Phạm chưa bao giờ nhắc tới, nhưng Bạch Chăm vẫn biết được việc tập đoàn Thiên Dinh chàng ép Thẩm Thị từ nhiều tin khác nhau. Vì thế, cô rất lo lắng. Công ty sẽ không có việc gì chứ? Thẩm Mộc Phạm đang làm bánh kem cho cô, tay vừa đánh trứng vừa đáp bâng quơ. Không sao, em đừng lo. Nhưng... Thẩm Mộc Phạm ngắt lời cô, đưa cái khuôn cho anh. Cô ừ một tiếng, đưa khuôn cho anh rồi hỏi nhỏ. Hay là chúng ta quản chuyện cưới xin của mình lại? Anh làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú đổ hỗn hợp trứng vào trong khuôn, làm tan bọt khí, rồi đặt vào trong lò nướng, nhấn nút hẹn giờ. Sau khi làm xong mọi chuyện, anh mới tháo găng tay cách nhiệt ra, đưa tay vòng qua eo cô, nhìn cô từ trên xuống dưới. Hỏi em chuyện này nha. Nếu anh biến thành một kẻ nghèo mạt giận, thì em sẽ làm sao? Chi Âm liếc xéo anh một cái. Anh nghĩ em chỉ ưu tiền của anh à? Anh biết là không phải, nhưng anh vẫn muốn biết em sẽ làm thế nào. Cô mím môi, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời. Nếu anh thật sự trở thành một kẻ nghèo mạt giận, thì em sẽ cùng anh gây dựng lại sự nghiệp. Em tin với năng lực của anh, cho dù bắt đầu từ con số 0, thì anh vẫn có thể làm nên một Thẩm Thị khác. Tin tưởng anh thế cơ à? Anh thở dài một hơi. Làm lại từ đầu rất khó, anh không nỡ để em chịu khổ. Cham xì một tiếng. Thế có gì là khổ, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì dù có cơm trắng muối dừng em cũng thấy vui. Được rồi. Anh hôn thật mạnh lên má cô, cất cao giọng. Chỉ bằng những lời này của em, anh sẽ để em được hưởng phúc cả đời. Đương nhiên Bạch Cham biết với năng lực của bọn họ, cho dù không có Thẩm Thị thì cũng không đến nỗi phải ăn cơm trắng muối dừng thật. Chỉ có điều cô không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Thẩm Mộc Phạm ôm cô cười nói. Ngốc quá, em quên là trước nay anh chưa từng làm ăn lỗ vốn à.
Chẳng phải lúc đầu anh đã nói với em là anh và Thạch Dận Nhã đã lén thỏa thuận với nhau sao? Anh vì cô ta mà mang tiếng xấu, thì cô ta phải nhân lúc Thiên Dinh chàng ép thẩm thị để giúp anh mua lại số cổ phiếu trong tay mấy vị chú bác, không an phận kia. Hơn nữa, cô ta là người kế thừa của Thiên Dinh, thẩm thị sẽ tiếp tục hợp tác với Thiên Dinh thôi. Chút tổn thất lúc này sẽ được bù đắp lại, cho nên lần mua bán này anh không lỗ đâu. Nghe anh nhắc tới Thạch Dận Nhã đã mấy lần, chị em không khỏi tò mò. Cô ta bỏ nhiều công sức, tổn hại danh dự, thua thiệt tiền bạc như vậy là để làm gì chứ? Thẩm Mộc Phàm cười sang sảng, đưa tay điểm nhẹ lên mũi cô. Giống như em thôi, vì muốn câu được một ông chồng tốt. Sau khi được Thẩm Mộc Phàm giải thích xong, cô lại yên tâm lo cho cái bụng mình. Nhưng khi cô đang dưỡng thai thì chợt có một vị khách không mời mà đến. Chị em lặng lặng nhìn ông lão ngồi đối diện mình. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cô hoàn toàn không lạ gì ông ta. Thẩm Diễn Dương, chủ tịch tập đoàn Dân Dương ở Đài Loan, nguyên quán ở Ninh Ba, từng là thượng tướng không quân của Quốc Dân Đảng, đồng thời cũng là ông ngoại của Thẩm Mộc Phàm. Khi cô quan sát ông thì ông cũng quan sát cô. Dung mạo còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh, khí chất nhã nhặn, tự tin khéo léo, không hề có vẻ rụt rè khép nép của con gái riêng. Đặc biệt là đôi mắt linh động hoạt bát, vừa nhìn là biết đó là một cô gái trí tuệ. Thảo nào mà cháu ngoại của ông lại chung tình với cô thế. Khẽ tăng hắn và cái, Thẩm Diễn Dương phá tan cơn im lặng. Cháu Bạch, mạo muội gọi cháu ra ngoài thế này, hy vọng cháu không trách. Bạch Chiêm lắc đầu. Xin tự giới thiệu một chút, ông là Thẩm Diễn Dương, là ông ngoại của Mộc Phạm. Chào ông. Bạch Chiêm mỉm cười, không hề lên tiếng gọi ông ngoại như ông mong muốn. Mắt Thẩm Diễn Dương ánh lên sự thất vọng, nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì. Mộc Phạm chưa từng nhắc đến ta với con sao? Dạ, không có. Chiêm thành thật trả lời. Lần này vẻ thất vọng trong mắt ông đã hiện lên rất rõ ràng. Nửa là trả lời, nửa như lẩm bẩm với mình. Ta cũng nghĩ nó sẽ không nhắc đến ta. Về chuyện giữa Thẩm Mộc Phạm và Thẩm Diễn Dương, Bạch Chiêm chỉ điều tra được đại khái. Biết rằng mẹ anh là con gái của Thẩm Diễn Dương, được sinh ra trước khi ông ta sang Đài Loan. Mãi đến 18 tuổi mới được đón về bên ấy, nhưng 20 tuổi thì đột nhiên về lại Thượng Hải. Không lâu sau thì sinh Thẩm Mộc Phạm. Bạch Chiêm không dám hỏi rõ nguồn cơn trong ấy, chỉ thăm dò. Có phải giữa ông và Mộc Phạm có hiểu lầm gì không? Cô vốn không nghĩ là Thẩm Diễn Dương sẽ trả lời, nào ngờ ông ta lại kể rõ. Nó trách ông làm chuyện có lỗi với bà ngoại và mẹ nó. Thẩm Diễn Dương thở dài một hơi, từ từ kể lại chuyện xưa. Bà ngoại nó tên là Dân Giảng, là con gái của quản gia nhà ta. Cũng giống như ba câu chuyện tình yêu khi đó, chuyện tình giữa Thẩm Diễn Dương và Dân Giảng gặp phải sự phản đối kịch liệt của người nhà. Vì muốn chia rẽ bọn họ, cha của Thẩm Diễn Dương đã đuổi cả nhà Dân Giảng đi khỏi Từ Khê, còn tìm một người vợ môn đăng hộ đối với ông. Đêm thành thân, đau đớn vì mất người yêu, Thẩm Diễn Dương nhân bóng đêm lén chạy khỏi nhà, xuống phía Nam đi lính, gia nhập đội quân chống Nhật. Có lẽ ông trời đã định, sau khi chiến tranh bùng nổ, Thẩm Diễn Dương đóng quân ở Hàng Châu thì gặp lại Dân Giảng. Trải qua ly biệt, tình cảm của hai người càng nồng, cho nên tự ý đến với nhau, còn có một đứa con, chính là mẹ của Thẩm Mộc Phạm, Thẩm Khâm. Đó là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc nhất trong đời ta. Như chìm vào trong hồi ức, gương mặt già nua của Thẩm Diễn Dương cũng mang theo vẻ ngọt ngào. Tiểu Khâm vừa xinh xắn vừa thông minh, mới 7 tháng mà đã biết gọi ba. Đáng tiếc, khi ông nghĩ rằng mình sẽ luôn hạnh phúc với vẻ đẹp con xinh, thì Quốc Dân Đảng gặp thất bại trong cuộc nội chiến. Tưởng Giới Thạch bắt đầu tính toán cho tương lai, nên phái Tâm Phúc tới Đài Loan trước, sau đó lần lượt rút dần quân đi. Đám tướng lĩnh cũng lo lắng cho tương lai, nên đồng loạt thu thập đồ đạc theo Tưởng Giới Thạch sang Đài Loan. Và Thẩm Diễn Dương cũng đã là một chuyện khiến bản thân hối hận suốt đời. Vì sợ liên lụy đến người nhà, nên ông ta dẫn cha mẹ, Dân Giảng và con gái lên chiến thuyền sang Đài Loan. Nhưng cha mẹ ông ngoan cố không cho dẫn mẹ con Dân Giảng theo. Vì đứa con gái thấp hèn này mà con bỏ nhà ra đi, dứt bỏ cha mẹ không đoái hoài, ta tuyệt đối không để con dẫn nó sang Đài Loan.
Cha ông có thái độ rất kiên quyết, mẹ ông thì không đếm xỉa tới sự gian nại của ông mà dùng cái chết để uy hiếp. Con mà dẫn mẹ con nó lên thì mẹ lập tức đập đầu chết tại đây. Thẩm Nhiên Dương rơi vào thế khó xử. Một bên là cha mẹ có công sinh thành nuôi nấng mình, một bên là vợ con mình yêu thương. Giữa lúc cân nhắc, Dân Giảng đã thay ông quyết định. Trâm Thiện Hiếu làm đầu, anh cứ đưa ba mẹ đi trước, đợi yên ổn rồi thì sang đón em và Tiểu Khâm. Cô rất hiểu chuyện. Thẩm Nhiên Dương do dự cân nhắc rồi trịnh trọng hứa hẹn. Em hãy chăm sóc mình và Tiểu Khâm, đợi anh sang đón em. Nhưng bọn họ không thể nào ngờ được rằng từ đây hai người hai phương trời cách biệt. Bởi vì sợ có người phản bội, cho nên rất nhiều tướng lĩnh vừa sang Đài Loan là đã bị theo dõi sát sao. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, Thẩm Diên Dương mới có thể móc nối nhờ người đi đón mẹ con Dân Dạng. Người đó không tìm được bọn họ đã bị chính phủ tiếp quản rồi. Bạch Chiêm hỏi, ông không đi nơi khác tìm họ sao? Thẩm Diễn Dương hổ thẹn cúi đầu. Có tìm rồi, nhưng buông xuôi quá sớm. Mấy năm đầu, ông luôn nghĩ cách tìm bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự thử thách của thời gian và hiện thực, nên đành cưới vợ sinh con, một tay sáng lập tập đoàn Dân Dương. Bạch Chiêm lại hỏi, sau này ông không còn gặp lại bọn họ nữa sao? Thẩm Diễn Dương lắc đầu. Năm 73, bọn họ liên lạc với ta. Lúc ấy là khoảng thời gian đất nước đang rung chuyển. Dân Giảng từng là vợ của quan chức cao cấp trong Quốc Dân Đảng, nên bị liệt vào hàng tư bản, chịu sự dày dò rất nhiều. Để bảo vệ con gái, bà cố gắng liên lạc với thuộc hạ cũ của Thẩm Diễn Dương, bỏ số tiền lớn để móc nối quan hệ, đưa Thẩm Khâm sang Đài Loan. Bạch Chiêm không hiểu. Tại sao bà ấy lại không đi cùng? Vì không có tiền. Trước khi đi, Thẩm Diễn Dương từng để lại một khoản tiền lớn, nhưng số tiền ấy và ngôi biệt thự sớm đã bị sung vào công quỹ, chỉ còn lại một cặp đĩa sứ được Dân Giảng cố gắng giữ lại. Đó là tín vật định tình ta tặng cho bà ấy, cặp đĩa sứ thời Ung Chính. Thẩm Diễn Dương nói. Cô trợn tròn mắt. Chiếc đĩa phú quý bình an thời Ung Chính. Thẩm Diễn Dương gật đầu. Đúng vậy, chính là cái đĩa mà lúc trước Mục Phạm đi đấu giá. Năm ấy, bà ngoại nó đã bán cặp đĩa này để gom đủ số tiền đưa mẹ nó sang Đài Loan. Cô lập tức hiểu ra, thảo nào mà anh luôn tìm kiếm chúng trên thị trường, thảo nào mà anh biết phú quý bình an là có một cặp, còn không tiếc mọi giá để gom cho đủ. Có lẽ anh đã nghe được chuyện này từ mẹ mình. Cô còn nhớ Thâm Mục Phạm từng nói, anh từng ở Thượng Hải với bà ngoại một thời gian. Cô rất muốn biết tại sao Thẩm Khâm lại trở về Thượng Hải. Ông nói mẹ của Mục Phạm được đưa sang Đài Loan, nhưng... Cô dừng một chút thăm dò. Cháu nghe nói Mục Phạm nói anh ấy lớn lên ở Thượng Hải. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Thẩm Diễn Dương trở nên ảm đạm, miệng bật thốt lên lời tự trách mình. Được tại ta cả. Bởi vì cảm thấy có lỗi với mẹ con Dân Giảng, nên Thẩm Diễn Dương rất yêu thương Thẩm Khâm. Ước chỉ có thể cho cô toàn bộ thế giới này để bù đắp tình thương của người cha trong bao năm qua. Nhưng mặt khác, người sống nội tâm như Thẩm Khâm lại khó có thể hòa nhập vào gia đình mới. Cô mong nhớ người mẹ đang chịu khổ ở Đại Lục, lại nhạy cảm phát hiện được sự thù ghét của mẹ kế và hai đứa em, cho nên tính tình càng thêm hướng nội, thường lén rơi lệ một mình. Thẩm Diễn Dương thấy mà đau lòng, rất muốn cô được vui vẻ nên ra sức khuyến khích cô ra ngoài xã giao, quen biết thêm nhiều bạn bè, nhưng cô vẫn cứ lắc đầu suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách. Có lẽ là duyên phận. Vào năm Thẩm Khâm tốt nghiệp đại học, Thẩm Trường Thanh, con trai một người anh họ của Thẩm Diễn Dương từ Hồng Kông sang Đài Loan chơi, vừa gặp đã thương Thẩm Khâm và nhanh chóng có được trái tim cô. Thấy nụ cười ngày càng tươi tắn trên mặt con gái, Thẩm Diễn Dương cũng mặc cho bọn họ qua lại với nhau, cũng ám chỉ Thẩm Trường Thanh rằng chỉ cần con gái bằng lòng thì ông sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này. Chú Tư, cảm ơn chú. Thẩm Trường Thanh hưng phấn xoa tay, trịnh trọng hứa hẹn. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, yêu cô ấy cả đời. Đáng tiếc,
cuối cùng là hứa hẹn chỉ thực hiện được một nửa. Đến chết, người Thẩm Trường Thanh yêu vẫn chỉ có Thẩm Khâm, nhưng lại không thực hiện được lời hứa sẽ chăm sóc cô cả đời. Nhà họ Thẩm là thế lực xã hội đen có tiếng ở Hồng Kông, quyền lực lớn thì kẻ thù cũng càng nhiều. Lúc Thẩm Trường Thanh vừa về tới Hồng Kông, chuẩn bị xin phép cha mẹ đến cầu hôn, thì cha anh bị huynh đệ trong bang phái phản bội, bị kẻ thù ám sát. Nhà họ Thẩm rối loạn, để trấn dẹp nội loạn, bình ổn giang sơn của cha. Thân là con trai độc nhất, Thẩm Trường Thanh không thể không bắt tay với một bang phái khác, cưới con gái của đại ca bên đó làm vợ. Chú Tư, cháu thật sự rất yêu Tiểu Khâm. Ngoại trừ cô ấy ra, thì cháu sẽ không chạm vào người phụ nữ nào khác. Xin chú hãy cho cháu thêm chút thời gian, đợi cháu ổn định chuyện trong bang xong thì sẽ ly hôn ngay. Dưới sự cầu xin gian nài, bảo đảm của Thẩm Trường Thanh, Thẩm Diễn Dương đã mềm lòng đồng ý giúp anh ta che giấu chuyện hôn nhân. Cha của Trường Thanh vừa qua đời, bây giờ các con kết hôn thì không thích hợp cho lắm, nên hãy đợi thêm một thời gian đã. Ông nói với con gái mình như thế. Thẩm Khâm là người hiểu lý lẽ nên đương nhiên không ý kiến, còn an ủi Thẩm Trường Thanh cứ lo chuyện ở Hồng Kông, chuyện cưới xin không gấp gáp gì. Còn Thẩm Trường Thanh thì cứ chạy tới chạy lui giữa hai nơi để giải mối tương tư. Nếu Thẩm Khâm không có thai thì có lẽ kết cục đã khác đi. Được biết con gái đã có thai, Thẩm Diên Dương không thể ngồi yên được nữa. Ông có thể cho Thẩm Trường Thanh thời gian, nhưng tuyệt đối không thể để cho cháu ngoại mình lại rơi vào tình cảnh con riêng nữa. Trong lúc ông gọi điện thoại thúc ép Thẩm Trường Thanh ly hôn, thì Thẩm Khâm ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Bất ngờ là cô không hề khóc lóc ôm sờm mà rất bình tĩnh nghe bọn họ giải thích. Bình tĩnh giống như bầu trời bình yên trước cơn bão lớn khiến người ta lo sợ. Thẩm Trường Thanh ở bên cạnh bầu bạn với cô suốt một tuần, không ngừng cam đoan sẽ ly hôn trước khi con trai ra đời, dù phải trả bất cứ cái giá nào. Bọn ta cứ ngỡ con bé đã bằng lòng, không ngờ nó đã sớm có ý định khác. Thẩm Diễn Dương nhớ lại. Sau khi Trường Thanh đi, ta thấy biểu hiện của nó rất bình thường, thì còn lấy là may mắn là nó đã nghĩ thông suốt, không đâm đầu vào ngõ cụt. Cho nên, khi Thẩm Khâm đề nghị được sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào, thì Thẩm Diễn Dương lập tức đồng ý ngay mà không do dự. Cũng được. Ra ngoài cho khuây khỏa, muốn mua gì thì mua, đừng có sợ tốn tiền của ba. Sợ không có ai chăm sóc cô, Thẩm Diên Dương còn phái một nữ trợ lý trong công ty đi theo. Nhưng một tuần sau khi đến Nhật Bản, nữ trợ lý đột nhiên hoảng hốt báo cáo. Không thấy cô chủ đâu cả, hộ chiếu và hành lý của cô ấy cũng biến mất theo. Thẩm Diên Dương giật mình, lập tức phái người bay sang Nhật. Sau khi điều tra thì mới biết cô đã rời khỏi Nhật, về lại đại lục sau khi quá cảnh sang Hồng Kông. Mãi đến khi Thẩm Mộ Phạm 12 tuổi, thì cô mới chủ động liên lạc với Thẩm Diễn Dương, mà lúc đó cô đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, muốn gửi gắm con trai lại cho ông. Thẩm Diễn Dương nói cho Bạch Châm biết, Thẩm Trường Thanh chưa bao giờ bỏ ý định tìm kiếm Thẩm Khâm. Nhận được tin tức của cô, anh lập tức sang Thượng Hải, ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian sau cùng. Rồi ông nghẹn ngào nói, Mục Phạm và mẹ nó đã phải chịu khổ rất nhiều. Ta không chăm sóc tốt mẹ con nó, càng phụ bà ngoại nó. Hai thế hệ, hai mối tình khiến người khác phải thổn thức. Ai đúng, ai sai, chẳng qua là gặp được người không nên gặp và lúc không thích hợp mà thôi. Thẩm Diễn Dương đưa ngón tay cái lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt. Sau khi ổn định lại cảm xúc thì đưa cho Bạch Chi Âm một tài liệu. Đây là quà tân hôn ta tặng cho các con. Cô liếc sơ qua tập tài liệu. Là một bản chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần. Chỗ người chuyển nhượng đã ký tên Thẩm Diễn Dương. Rõ ràng là ông muốn trao cổ phần của tập đoàn Diễn Dương cho Thẩm Mộc Phạm. Cô đẩy nó về lại chỗ cũ. Cháu không thể nhận cái này được. Thẩm Diễn Dương đột nhiên hỏi. Ta có thể gọi con là Tiểu Âm không? Được sự đồng ý của cô, ông cười khẽ một tiếng. Tiểu Âm, ta đưa cái này,
tuyệt đối không phải vì bồi thường cho những sai lầm mà mình đã phạm. Những gì ta nợ bọn họ, có trả cả đời cũng không hết được. Ta chỉ muốn được như một ông già bình thường, yêu thương con cháu mình, cho nó những thứ quý nhất, cho dù nó không thiếu thì ta vẫn muốn cho. Giọng nói khàn khàn của ông khiến cô mềm lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn dằn lòng mà nói. Xin lỗi, nhưng ông hãy đích thân đưa cho anh ấy đi. Cô biết làm thế sẽ khiến ông buồn lòng, nhưng với cô mà nói, cảm xúc của Thẩm Mộc Phạm càng quan trọng hơn. Bởi vì trò chuyện khá lâu, nên khi Bạch Dâm về tới nhà thì Thẩm Mộc Phạm đã tan ca, đang ngồi trên sofa xem TV. Nhìn gương mặt khôi ngô của anh, Dâm nhớ tới những lời Thẩm Dương Dương đã nói lúc chiều, không khỏi thấy thổn thức. Nếu Thẩm Dương Dương kiên trì dẫn dân giản lên thuyền, nếu Thẩm Khâm không bỏ đi, thì sẽ không để lại nhiều tiếc nuối như hôm nay. Có đôi khi, chúng ta cho rằng lùi một bước là vì tốt cho đối phương, nhưng lại không nghĩ rằng ở bên nhau mới là kết cục hoàn mỹ nhất của tình yêu. Cô khụt khịt mũi, tiến lên ôm lấy Thẩm Mộc Phạm. Ông xã, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì chúng ta cũng phải ở bên nhau. Thẩm Mộc Phạm lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt toát lên vẻ gì đó. Qua một lúc sau, anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Có được trái tim em, trọn đời không xa nhau. Chương 59, ngoại truyện, chuyện vặt lúc mang thai. Bạch Dâm nôn ngén rất dữ dội, không chỉ cực kỳ nhạy cảm với mùi vị mà ngay cả đi đứng cũng cảm thấy buồn nôn. Khi biết đó là do lúc mới mang thai không được chăm sóc cẩn thận thì Thẩm Mộc Phạm vô cùng áy náy và tự trách. Đều tại anh cả, không chăm sóc em chu đáo, còn lạnh nhạt với em khiến em đau lòng. Để làm giảm bớt nỗi khổ của cô, Thẩm Mộc Phạm sưu tầm một đống phương pháp cẩn thận thí nghiệm, cuối cùng bất ngờ tìm được một cách khiến cô không nôn ọe nữa. Ăn kem. Nhưng cách thức này lại làm cho anh thấy rất băn khoăn. Một mặt anh cảm thấy vui mừng vì cô không buồn nôn nữa, nhưng mặt khác lại lo là cô ăn kem quá nhiều sẽ có hại đến cơ thể. May mà Bạch Dâm và cục cưng đều rất khỏe mạnh nên ăn kem suốt 3 tháng trời mà chưa lần nào bị đau bụng hay cảm lạnh. Cứ như thế, cô thuận lợi bước vào giữa thai kỳ. Tình trạng nôn ngén biến mất như là xuất hiện vấn đề mới khiến Thẩm Mộc Phạm thấy u sầu. Sau tuần thứ 20, cục cưng phát triển rất nhanh. Tuy hằng ngày Bạch Dâm ăn rất nhiều thứ, nhưng dường như vẫn không đủ dinh dưỡng để cung cấp cho thai nhi. Khi đi kiểm tra định kỳ, Thẩm Mộc Phạm vừa thấy cân nặng của cô lại giảm 2,5 kg so với tháng trước thì lập tức trở nên nóng ruột. Bây giờ là thời kỳ thai nhi phát triển nhanh nhất, hấp thu rất nhiều dinh dưỡng, nên nếu thai phụ không có biểu hiện thiếu máu thì dù cân nặng sụt một tí cũng không sao. Bác sĩ an ủi. Nhưng đáng tiếc, anh Thẩm đâu có nghe lọt tai. Sau khi về nhà, anh trả lương thật cao để mời một đầu bếp Quảng Đông đến, hằng ngày thay đổi món, nấu cho cô những thứ ngon nhất. Mãi đến khi cân nặng của cô tăng trở lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những chuyện này cũng chưa là gì cả. Điều khiến Bạch Dâm dở khóc dở cười là anh lại mắc phải chứng trầm cảm kể từ khi tham gia khóa học tiền sản. Chuyện là thế này. Hôm ấy, bọn họ cùng nhau đi học buổi học dạy cách sinh nở. Trong buổi học, Dâm nhạy cảm phát hiện ra vẻ mặt của Thẩm Mộc Phạm hơi nặng nề. Cô cứ tưởng là anh bị cảnh sinh nở làm cho ghê tởm nên cũng không để ý nhiều. Đêm ấy, cô bị cơn co rút làm giật mình thức dậy. Vừa mở mắt ra là thấy anh ngồi bên mép giường, nhìn không chớp vào bụng cô, trong mắt đầy vẻ rối rắm và đau khổ. Cô giật mình run giọng hỏi. Anh không ngủ mà nhìn vào bụng em làm gì? Anh lắc đầu nằm xuống, ôm cô vào lòng rồi trả lời không ăn nhập gì. Vợ à, anh chỉ yêu mình em thôi. Từ sau hôm đó, cô cảm thấy anh cứ là lạ thế nào ấy. Nhưng hỏi thì anh lại không chịu nói. Mãi đến khi cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại với anh và Mục Sanh. Khi sinh con rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, phải không? Có cách gì đảm bảo cô ấy sẽ không sao không?
Lúc ấy cô mới hiểu ra vẻ sợ hãi lo lắng trong mắt anh là do đâu. Thì ra bị dọa bởi câu: đối với phụ nữ mà nói, sinh con là một lần mạo hiểm. Mỗi một yếu tố khi mang thai hoặc sinh nở đều có thể dẫn đến nguy hiểm chí mạng mà giáo viên nói hôm đó. Thật ra, giáo viên nói những lời này không phải muốn dọa dẫm, mà chỉ có ý để các đức ông chồng hiểu được nỗi vất vả của phụ nữ khi mang thai, do đó phải trân trọng vợ mình hơn. Ai ngờ lại bị anh hiểu thành thế này. Người đàn ông này ấy à, thông minh hơn người nhưng lại ngốc đến buồn cười. Đợi anh gọi điện thoại xong, cô bước vào phòng, kéo tay anh đặt lên bụng mình, chậm rãi nói: sinh con đẻ cái là thiên chức của phụ nữ, không có gì ngoài ý muốn cả. Hơn nữa bây giờ y học rất phát triển, nếu không thể thuận lợi sinh tự nhiên thì có thể sinh mổ mà. Anh nhìn cô thật lâu mà không nói gì, mắt lóe lên điều gì đó. Một lát sau, anh mới ôm cô vào lòng, ngượng ngùng. Anh cũng biết là mình nghĩ quá nhiều, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể em sẽ gặp nguy hiểm, thì anh lại... Một sách nói anh bị chứng lo lắng thái quá trước khi sinh. Anh nghĩ anh cần đi gặp bác sĩ tâm lý một chút. Khi em nắm tay anh, đang những ngón tay vào nhau. Ngốc quá, có anh ở đây thì em và con còn xảy ra chuyện gì được chứ? Thẩm Mục Phàm ôm chặt cô hơn thì thầm: vậy sau này mình cứ sinh mổ đi. Chị em cười nhẹ: để lúc đó xem tình hình rồi tính. Và tình hình là thế này, dường như cục cưng nhà họ Thẩm biết ba nó có ý định mổ để lôi đầu nó ra nên quýnh lên, muốn ra ngoài trước thời hạn, muốn báo danh sớm hơn chẩn đoán nửa tháng trời. Nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ, anh Thẩm nhà ta vẫn còn thấy sợ hãi. Hôm đó bọn họ đang ở Duyên Phương mua đồ cho trẻ sơ sinh thì Bạch Giam đột nhiên ôm bụng la đau. Anh chưa kịp phản ứng gì thì một dòng máu đỏ tươi đã chảy dọc theo đùi cô. Người luôn vững vàng tựa Thái Sơn như Thẩm Mục Phạm mà cũng bị dòng máu ấy làm cho bị đóng đinh tại chỗ. May mà nhân viên bán hàng bên cạnh bình tĩnh gọi 3 số 9. Trong lúc đợi xe cứu thương đến, Thẩm Mục Phạm ngơ ngẩn nãy giờ đã hoàn hồn lại, khôi phục vẻ bình tĩnh trước nay. Đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Tuy nói thế, nhưng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi. Tử cung co thắt dữ dội, khiến cô đau đến độ không nói nên lời, chỉ biết cắn môi, hít thở thật sâu. Ngoan, đừng cắn bản thân mình. Anh đau lòng cạy môi của cô ra, nhét tay mình vào miệng cô. Tuy Bạch Giam đã đau đến nỗi thấy sao bay đầy trời, nhưng vẫn không chịu cắn anh, chỉ bấu chặt tay anh, miệng không kìm được phải rên vài tiếng. Anh dán lọn tóc ướt đẫm dán trên trán cô ra, hậm hực nói: thằng nhỏ này đúng là đáng đánh đòn, đợi nó ra đời xem anh trừng trị nó thế nào. Rốt cuộc cô đang bị đau gần chết lại phải hé môi cười. Anh ở sao? Đương nhiên rồi, ai bảo nó hành hạ em thế này. Thẩm Mục Phạm nhìn máu trên chân cô, mặt đầy vẻ tự trách. Thật ra người đáng đánh nhất phải là anh, đã để em phải chịu khổ. Ngốc à, chị em đưa tay vuốt gương mặt tái mét của anh. Ai sinh con mà chẳng như thế, đứa đầu tiên hơi khó sinh, sinh vài đứa nữa thì dễ thôi. Sinh vài đứa nữa? Thẩm Mục Phạm lập tức biến sắc. Không được, một đứa mà đã khiến anh lo gần chết, còn muốn thêm vài đứa nữa, đừng có mơ. Chương 60. Trong chuyện ở cử, Thẩm Mộ Phạm kiên quyết làm theo truyền thống. Vì thế Bạch Giam phải nằm ổ trong nhà hơn 40 ngày mới được cho ra ngoài. Lấy lại được tự do, việc đầu tiên cô làm là tìm một nhà tạo mẫu để chỉnh sửa lại mái tóc. Biết làm sao được, khi nằm ổ không được cắt tóc cũng là tục lệ truyền thống mà. Từ salon tóc bước ra, có được đầu tóc mới nên tâm trạng của cô rất tốt. Đang xăm soi mái tóc mới của mình trong chiếc tủ kính tối màu trước cửa hàng thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trong gương. Cô quay người lại, nhìn Bạch Duy Đức đang đứng sau lưng mình, khẽ nhíu mày. Sao anh ta lại ở đây? Em có thời gian không? Có thể nói chuyện với anh vài câu không? Cô do dự một lát rồi khéo léo từ chối. Người đón tôi cũng sắp đến rồi. Bạch Duy Đức nở một nụ cười chua chát.
Nhìn bộ dạng anh ta như vậy, cuối cùng Chi Âm không đành lòng nhẫn tâm. Với sự đả kích dữ dội của Thẩm Mộc Phạm, nhà họ Bạch đã hoàn toàn sụp đổ. Bạch Phi Dương bị phán 12 năm tù, có lẽ đời này phải chết trong nhà giam Xích Thủy mất. Còn như người khác trong nhà họ Bạch, tuy không bị liên lụy ở tù theo, nhưng vì giành giật chút tài sản còn sót lại mà đấu đá nhau rất dữ dội, người sống ta chết. Bạch Chi Âm chẳng phải người lương thiện gì, đương nhiên cô sẽ không thấy tội nghiệp cho những kẻ đã từng hiếp đáp cô và Tiểu Thiên, càng không để tâm đến chuyện người ta mắng cô là không có nhân tính, không màng tình thân. Tại sao cô phải nói chuyện nhân tính và tình thân với những người không coi cô là người? Chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Bạch Di Đức. Khách quan mà nói, anh ta chưa hề hiếp đáp cô và Tiểu Thiên, thậm chí khi mấy người Bạch Tiêu Di làm quá đáng thì sẽ lên tiếng ngăn cản. Hay da, cô vẫn còn nhân từ lắm. Khẽ thở dài một hơi, Bạch Chi Âm ngẩng đầu nhìn Bạch Di Đức. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tuy Hồng Kông không lớn lắm, nhưng chạm mặt anh ta đúng lúc tài xế đi lấy xe thì đâu có trùng hợp như thế. Da mặt đang cứng đờ của Bạch Di Đức dịu lại đôi chút. Anh đến từ biệt em. Từ biệt? Anh định đi đâu? Châu Phi, anh sẽ tham gia một chương trình giáo dục tình nguyện. Cô à một tiếng. Cũng tốt, anh vốn mơ ước được đi đây đi đó mà. Ánh mắt đang ảm đạm bỗng sáng rực lên, giọng Bạch Di Đức không giấu nổi sự hưng phấn. Em biết đó là ước mơ của anh sao? Hay da, có phải anh ta hiểu lầm gì không? Cô cười gượng một lát, cố gắng làm ra vẻ rất tình cờ. Trước kia ông lão thường hay nhắc đến. Vẻ hưng phấn trên mặt Bạch Di Đức lập tức bị sự thất vọng thay thế. Thì ra là thế. Cho dù không phải thế, thì trước sau chúng ta vẫn là anh em máu mủ ruột thịt. Lẽ nào anh cảm thấy tôi có gì đặc biệt với anh sao? Cô thầm nghĩ. Đèn xanh vừa bật lên, một chiếc Bentley màu đen từ góc đường từ từ chạy tới gần. Chàm liếc mắt nhìn thấy, quay đầu qua nhìn Bạch Di Đức. Người đón tôi đến rồi, tôi phải đi đây. Cô ngừng một lát, rồi khách sáo nói. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Di Đức nhíu mày, không lên tiếng. Chiếc xe dừng lại bên đường, tài xế bước xuống, nhìn Bạch Di Đức, giọng cẩn trọng. Cô chủ. Bạch Chi Âm gật đầu với tài xế, không tạm biệt Bạch Di Đức mà cất bước đi thẳng về phía chiếc xe. Ai ngờ, vừa bước được một bước, thì cổ tay bị nắm lại. Bạch Di Đức giữ chặt lấy cô, sau đó không đợi cô kịp phản ứng, anh ta đã nhòi người tới, hôn lên trán cô một cái. Bạch Chi Âm giật mình nên ngẩn người, vài giây sau mới nhớ tới mà đẩy anh ta ra. Nhưng có người còn nhanh hơn cô, Tiểu Hà, tài xế kim vệ sĩ đã nhanh chóng bước tới, chỉ một chiêu đã tách Bạch Di Đức ra, đè anh ta lên tủ kính. Người qua đường hoảng sợ la lên, đồng loạt dạt ra sau. Mẹ nó, mày muốn chết à? Tiểu Hà tăng thêm sức, khiến Bạch Di Đức đau đến nỗi nhăn nhó cả mặt. Chi Âm hoàn hồn lại, nhìn đám người đang tụ tập, sợ làm lớn chuyện nên vội hét lên. Tiểu Hà, thả anh ta ra đi. Tiểu Hà quay đầu lại nhìn cô một cái, không buông tay. Tôi bảo anh thả ra. Cô không cao giọng, nhưng khí thế mạnh mẽ đến mức không thể khinh thường. Tiểu Hà ngập ngừng một chút, rồi thả Bạch Di Đức ra. Giao liếc nhìn Bạch Di Đức đang ngã gục dưới đất, mày nhíu lại, không nói tiếng nào mà bước thẳng lên xe. Không phải không tức giận, chẳng qua nói cho cùng thì anh ta cũng là người đáng thương. Lên xe, Bạch Chi Âm lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, ra sức chà lau chỗ vừa bị Bạch Di Đức hôn. Cô lau mạnh đến nỗi suýt nữa là rầy da, không lâu sau chỗ ấy đã đỏ ửng lên. Tiểu Hà nhìn gương mặt lạnh tanh của cô qua kính chiếu hậu, hỏi. Cô chủ, có cần tìm người? Cô do khăn giấy thành một cục, ném vào thùng rác rồi dặn. Không cần đâu, anh ta không có ác ý. Chuyện này đừng nói cho anh ấy biết. Tiểu Hà mím môi, không đồng ý, cũng không phản đối. Chi Âm biết anh ta rất trung thành với Thẩm Mộc Phạm nên thay đổi cách nói. Chẳng qua chỉ là một chuyện cỏn con. Tôi không muốn anh ấy bực bội, càng không muốn làm lớn chuyện khiến những kẻ có ý đồ xấu bắt được sơ hở không đâu rồi gây nên sóng gió, ảnh hưởng đến thanh danh của Mộc Phạm. Tiểu Hà nghĩ ngợi rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Về tới nhà,
Cô vội vã đi rửa mặt. Rửa xong, cô không thoa kem dưỡng da mà để mặt mộc xuống lầu, đón con từ tay của bảo mẫu. Hai mẹ con chơi trò hú hài với nhau. Khi che mặt, khi thả ra, trò chơi thiệt là hết sức nhàm chán, nhưng con nít lại rất thích. Tiểu công tử và họ Thẩm bị chọc cười sằng sặc, miệng chảy đầy nước miếng. Lúc Thẩm Mộ Phạm bước vào nhà thì thấy hai mẹ con đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Bà Cham ấm con ra cửa, bắt chước giọng trẻ con. Cô cưng đã biết nhận mặt, thấy Thẩm Mộ Phạm đi về phía mình thì hé miệng cười. Cô cưng của ba. Anh nghiêng người hôn lên má con trai, rồi quay đầu sang nhìn Bạch Cham một cái. Sau đó, không nói gì mà đứng thẳng người lên, đi vào trong. Cham ngẩn người, nhìn bóng anh bước lên lầu, nhíu mày có vẻ không vui. Làm gì thế chứ? Có con trai thì không cần vợ nữa à? Cô giao con cho bảo mẫu, tức tối bước lên lầu, chuẩn bị tìm gã dông ân phụ nghĩa nào đó để tính sổ. Này, sao lúc nãy anh không thèm để ý đến em? Cô nắm lấy bàn tay đang cởi áo của anh. Thẩm Hồ Phạm trở tay kéo ngược cô vào lòng, khịt khịt mũi ngửi vài cái rồi ra vẻ ghét bỏ. Hồi chết được, đi tắm đi. Không phải chứ, em mới tắm xong mà, sao lại hôi? Tắm chưa sạch. Anh sa sầm mặt, không nói câu rằng mà kéo cô vào phòng tắm. Vừa tắm, Bạch Châm vừa phát hiện ra tình hình có vẻ không ổn. Nguyên nhân là anh chỉ chăm chăm ra sức và lau trán cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cô liền hiểu ra. Tiểu Hà kể với anh rồi à? Cô thăm dò. Anh cũng không vòng vo nữa. Không phải cậu ta, mà là quản lý chỗ đó gọi điện thoại cho anh. Không đợi cô lên tiếng, anh lập tức hỏi. Tại sao không nói với anh? Em thấy chỉ là chuyện nhỏ, không muốn... Anh nheo mắt lại, tức tối. Chuyện nhỏ? Sao sở vợ anh mà báo là chuyện nhỏ à? Thấy không khí có vẻ không ổn, cô đành phải giở tuyệt chiêu ra, cố ý dán sát vào anh, cọ cọ. Chồng yêu, anh thoa sữa tắm giúp em được không? Biết rõ đây là trò giặc của cô, nhưng Thẩm Mộ Phạm vẫn ngoan ngoãn giúp cho thoa sữa tắm, miệng thì cào nhau. Sau này, cách xa anh ta một chút. Biết rồi. Cô gật đầu. Không được để ý tới anh ta. Biết rồi mà. Còn nữa? Còn nữa. Cô lừa một cái. Anh Thẩm mà, anh có cần khẩn trương đến thế không? Để anh khỏi phải lải nhải như đường tăng, Bạch Châm đành phải dùng tuyệt chiêu trăm trận trăm thắng của mình, dùng nụ hôn chặn miệng anh lại. Có điều, hai người đang khỏa thân, cộng thêm xa cách mấy tháng do ở cử, nên nụ hôn càng ngày càng nóng cháy, như lửa lan khắp đồng cỏ, bùng lên là khó mà ngăn lại được. May sao cô tìm lại được chút lý trí, thở hổn hển nói, không, không, không được. Thẩm Mộ Phạm cũng tỉnh hồn ra, anh giúp cô tắm, rồi bế cô lên giường. Lúc mơ màng, cô nghe anh thì thầm bên tai mình. Em là của mình anh, không ai được chạm vào cả. Sức chiếm hữu ghê thật, có điều cô thích. Bạch Châm mỉm cười ôm cổ anh, môi chạm vào môi anh. Nè, có cần làm dấu luôn không? Các bạn thân mến, 22 bảy tình tình bảy sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.